5 tình huống nguy hiểm tuyệt đối chúng ta không nên quan hệ, tránh gây đột tử. Theo thống kê thì có hàng trăm bệnh nhân đột quỵ khi mà chúng ta yêu được cấp cứu mỗi ngày, và hầu hết bệnh nhân không có dấu hiệu cảnh báo nào trước khi mà bị đột quỵ. Tuy nhiên thì chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa được cái việc này. Xin chào tất cả các bạn, tôi là bác sĩ Đức Mạnh, chuyên gia trong lĩnh vực về nam khoa và hỗ trợ sinh sản. Bạn hãy theo dõi hết cái video này, tôi sẽ chỉ ra cho bạn 5 cái tình huống nguy hiểm tuyệt đối nhé, chúng ta không nên quan hệ, và nếu mà chúng ta cố làm thì sẽ dẫn đến nguy cơ mà chúng ta bị đột tử hoặc là đột quỵ. Cái trường hợp đầu tiên này là sau khi mà chúng ta uống say rượu. Nhiều người tin rằng là sau khi mà chúng ta uống rượu, thậm chí là uống say, thì họ có thể cải thiện cái khả năng tình dục và kéo dài cái thời gian quan hệ. Mặc dù rượu nó không gây tê cái hệ thống thần kinh của chúng ta, nhưng nó gây kích ứng cho hệ thống tim mạch của chúng ta. Đặc biệt là sau khi mà chúng ta uống một cái lượng lớn rượu và dưới sự kích thích gấp đôi của cồn này, kết hợp với các cái xung động tình dục, thì các cái vấn đề như co thắt, việc co thắt mạch máu hoặc là lưu thông tuần hoàn, và huyết áp nó tăng cao bất thường, và nó dễ xảy ra và có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ hoặc thậm chí là đột tử. Và do đó chúng ta chỉ nên uống từ 1 cho đến 2 ly thì rất là ok, bởi vì nó giúp lưu thông tuần hoàn máu. Nhưng mà nếu mà chúng ta uống say, say xỉn, thậm chí rất say rồi sau đó, thì chúng ta tốt nhất là chúng ta không nên quan hệ. Và cái số 2 mà tôi muốn chia sẻ là không nên quan hệ khi mà chúng ta mệt mỏi. Và nếu mà bạn kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần và nhưng mà vẫn cố gắng yêu, thì tim có thể bị mệt mỏi quá mức dẫn đến tai nạn về tim mạch và về mạch máu, đặc biệt là gì? Mạch máu não, gây cái tình trạng là đột quỵ. Và đặc biệt là các cặp đôi khi mà chúng ta mới có con, chúng ta không nên tái hợp một thời gian dài, tức là chúng ta kiêng nhau một thời gian dài, thì trước tiên người vợ nên loại bỏ cái cảm giác kiệt sức về mặt thể xác, căng thẳng trong cuộc sống, rồi chúng ta hãy thoải mái, thật sự thoải mái về vấn đề tâm lý, sau đó thì chúng ta hãy quan hệ tình dục với người bạn đời của mình. Hãy sẵn sàng bạn nhé. Và tiếp theo là một số người không ngần ngại dùng tất cả các loại thuốc kích thích, đặc biệt là các loại thuốc kích dục, để chúng ta cải thiện cái khả năng tình dục của họ. Đặc biệt là người đàn ông trung niên hoặc là lớn tuổi, chúng ta không muốn đối mặt với các cái vấn đề về lão hóa của cơ thể, đặc biệt là vấn đề sinh lý. Tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta lạm dụng quá nhiều khiến cho hệ thần kinh trung ương của ta hưng phấn quá mức, và nhịp tim này nó sẽ đập tăng nhanh lên, gây các cái cơn cấp tính về các cái bệnh lý tim mạch. Vì vậy chúng ta không nên lạm dụng các cái thuốc cường dương cấp tốc, các loại thuốc kích dục bạn nhé, tuyệt đối không nên lạm dụng. Nếu bạn gặp phải các cái vấn đề như rối loạn cương, xuất tinh sớm hoặc là yếu sinh lý thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi, hoặc là các bạn có thể bình luận hoặc gửi tin nhắn để tôi có thể tư vấn cho các bạn các cái phương pháp để điều trị phù hợp nhất. Và tiếp theo là chênh lệch tuổi tác quá lớn cũng có thể dẫn đến cái tình trạng đột tử, chênh lệch tuổi tác này. Và nếu mà cái khoảng cách tuổi tác giữa vợ và chồng hoặc với bạn tình quá lớn, ai lớn tuổi hơn sẽ gặp phải những cái khó khăn về mặt tình dục, đặc biệt là khi mà người đàn ông lớn tuổi đối mặt với vợ thì có thể thì không theo kịp được cái sức và không kiểm soát được bản thân của họ. Họ sẽ dễ bị các cái triệu chứng của cái nhịp tim nhanh này, tăng nhịp tim, căng kích thích cái thần kinh giao cảm, dẫn đến cái tình trạng là co thắt mạch máu bất thường hoặc là tăng huyết áp một cách đột ngột. Và cái cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ là những người mà mắc các cái bệnh lý tiềm ẩn như các bệnh lý về tim mạch này, huyết áp cao, thì có thể dễ mắc các cái bệnh lý như rối loạn nhịp tim, huyết áp tăng cao một cách đột ngột khó kiểm soát, thì gì, cái quá trình hưng phấn trong đời sống tình dục. Ngoài ra thì có thể dẫn đến cái tình trạng là gì, xuất huyết não hoặc là gì, ngừng tim, rất nhiều những cái tai biến ở những người mà bệnh lý tim mạch. Do đó thì trong những cái trường hợp như này, bạn nên tham khảo trực tiếp ý kiến của bác sĩ, đặc biệt là chúng ta phải kiểm soát được huyết áp, kiểm soát huyết áp hàng ngày và uống thuốc các bệnh lý tim mạch thường xuyên. Và trên đây là 5 cái trường hợp chúng ta hãy tránh quan hệ tình dục để đảm bảo cái sức khỏe và đặc biệt là tính mạng của chúng ta. Nếu mà có bất cứ một cái thắc mắc hoặc cần tư vấn về các cái bệnh lý nam khoa, vấn đề về sức khỏe sinh sản, các vấn đề về yếu sinh lý, suy giảm ham muốn, các vấn đề về rối loạn cương dương, thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi. Tôi cùng với đội ngũ cộng sự y bác sĩ của phòng khám sẽ luôn luôn đồng hành, hỗ trợ, tư vấn cho các bạn các cái giải pháp điều trị một cách toàn diện, sử dụng các cái liệu trình điều trị phù hợp. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.